Lấy hai bịch bậy như thế này. Màu mấy bịch rồi? 4 bịch rồi đó. Ừ. Xin chào bà con đã cùng quay lại với kênh Kỹ thuật cây trồng nông nghiệp xanh. Mời bà con cùng tham quan một vườn bưởi da xanh mới xuống giống được gần 1 tháng tuổi thuộc thị xã Tân Uyên của tỉnh Tây Ninh, đang theo quy trình chăm sóc cũng như là kỹ thuật của công ty nông nghiệp xanh. Mời bà con cùng quay lại vườn sau 11 tháng theo quy trình của công ty nông nghiệp xanh. Thì sau một quá trình mình chăm sóc, dinh dưỡng, bón phân, kết hợp tỉa cành tạo tán, thì bà con nhìn thấy thì bây giờ cây lá nó cũng đã ra rất là xanh rồi. Thì hôm nay mình xin phép được chia sẻ cho bà con quy trình chăm sóc một cây bưởi da xanh trong những năm kiến thiết ban đầu, từ khi mà bà con mình đặt cây giống xuống đến mà cây bưởi da xanh 3 năm tuổi và chuẩn bị bước sang giai đoạn mình kinh doanh. Xin chào bà con đã cùng quay lại với kênh Kỹ thuật cây trồng nông nghiệp xanh. Hôm nay đội ngũ kỹ thuật của nông nghiệp xanh quay lại khu vực của tỉnh Tây Ninh để đến cập nhật lại tình hình một vườn bưởi da xanh cũng được gần 1 tháng tuổi rồi, đang theo quy trình chăm sóc của công ty. Hiện tại vườn này cũng được 1.000 cây. Thì hôm nay mình xin phép được lưu ý cho bà con một vài cái vấn đề về cái cách bà con mình chăm sóc cây bưởi da xanh mình trồng mới. Thứ nhất là về vấn đề mình khoảng cách trồng bao nhiêu cho nó hợp lý. Thứ hai là về việc mà bà con mình xử lý hố, bón lót và đảo đất để trồng mới. Thứ ba là về phương thức bà con mình trồng, có nghĩa là trồng nổi lên mô hay là trồng bằng mặt. Thứ tư nữa là về các phương thức bà con mình chọn giống, bà con mình nên chọn gốc ghép hay là gốc chiết này. Hoặc là vấn đề cuối cùng, mình sẽ chia sẻ cho bà con cái quy trình bà con mình chăm sóc cây bưởi da xanh từ giai đoạn mới trồng đến lúc mà bà con mình 6 tháng tuổi, và từ khi giai đoạn 6 tháng tuổi đến mà thời kỳ mà 3 năm tuổi và bước vào giai đoạn mình chuẩn bị mình phân hóa mầm hoa và bắt đầu mình cho làm bông. Tại sao mình lại chia theo nhiều giai đoạn để chăm sóc như vậy? Thì mời bà con cùng theo dõi video để mình tìm hiểu chi tiết thêm. Thứ nhất là về khoảng cách trồng bao nhiêu cho hợp lý. Thì về khoảng cách trồng còn phụ thuộc vào bà con mình trồng cây ghép hoặc trồng cây chiết, hoặc là tùy thuộc vào tùy điều kiện vùng miền, ví dụ như là vùng Đông Nam Bộ hoặc Tây Nguyên hoặc là ở miền Tây. Ở đây á, là anh trồng là 7 mét cho một cây, 7 mét vuông là hàng cách hàng 7 mét và cây cách cây 7 mét. Thì khoảng cách trồng lý tưởng nhất cho một cây bưởi da xanh á, là trên 6 mét cho một cây nha bà con. Còn ở miền Tây á, thì sẽ có những cái mương, bà con mình lên liếp lên mương á, thì sẽ có khoảng cách mương rồi á, thì bà con mình phải cân chỉnh cái khoảng cách sao cho nó tiết kiệm được cái diện tích đất của mình. Thứ hai là về cái việc mà bón lót và xử lý hố. Thì trước khi trồng mới á, bà con mình phải xử lý hố, xử lý các nấm tuyến trùng, và bà con mình có thể bón lót các phân chuồng này, phân hữu cơ vi sinh. Sau đó thì mình tiến hành đảo đất, và sau 15 ngày bà con mình có thể xuống giống và bắt đầu trồng. Phương thức trồng, bà con mình có thể trồng nổi hoặc lên mô. Mình khuyên bà con một điều là mình không nên trồng sâu so với lớp mặt đất, như kiểu bà con mình trồng cà phê hoặc cây tiêu, như vậy là sai, cây mình nó không phát triển được. Thì về trồng nổi, nó tùy thuộc vào cái điều kiện vùng miền, ví dụ như là vùng Tây Nguyên, Đông Nam Bộ thì bà con mình có thể trồng nổi trên mặt là được rồi. Còn ở miền Tây thì bà con mình nên lên mô, lên liếp để mà trồng, sau này cái cây mình nó phát triển được tốt hơn, đỡ tình trạng cây mình nó bị vàng lá, thối rễ. Vấn đề tiếp theo về quy trình chăm sóc, thì trước khi trồng bà con mình nên xử lý hố, bón lót và đảo đất trồng mới. Thì trong vòng 7 ngày kể từ khi bà con mình đặt cây giống xuống thì bà con mình chỉ cần tưới nước thôi, giữ ẩm để bộ rễ nó ra. 7 ngày sau khi cây mình nó đã ổn định rồi, nó đã quen dần rồi, thì bà con mình tưới cho nó là kết rễ kết hợp với một dòng NPK tinh thể với hàm lượng đạm cao. Và trung bình thì quy trình chăm sóc là 15 ngày mình sẽ tưới một lần kết hợp với các dòng phân bón lá thôi. Thì đối với cây bưởi da xanh, cây tơ
Từ khi mới trồng đến 6 tháng tuổi, bà con mình chỉ cần chăm sóc định kỳ. Còn sau đó bà con mình mới tiến hành chăm sóc theo từng cây lá nha bà con. Sau những tháng đầu chăm sóc định kỳ thì khi mà cây mình nó đã phân cành và đẻ nhánh rồi thì bà con mình có thể tiến hành mình cắt cành tạo tán và bắt đầu quy trình mình xử lý ra cây đồng loạt và chăm sóc theo từng cây lá. Thì bà con mình để ý là một cây lá của bưởi da xanh nó rơi vào từ 2 tháng rưỡi đến 3 tháng tùy thuộc vào từng điều kiện vùng miền cũng như là khí hậu và thời tiết. Thì từ khi mà nó nhú cơi đến khi nó lá già là chúng ta tính cho một cây lá. Thì một năm bà con mình chỉ làm từ 4 đến 5 cơ như vậy thôi. Bà con để ý này là khi lá già chúng ta tiến hành vào hữu cơ và sau đó tiến hành kích rễ. Khi kích rễ rồi tầm 7 ngày sau chúng ta vào NPK kết hợp các dòng trung vi lượng và tiến hành mình cắt cành. Khi cắt cành xong cái cành mình nó sẽ lú cơi và khi lú cơi bà con mình sẽ phun các dòng dinh dưỡng kết hợp với phòng ngừa côn trùng và nấm khuẩn. Thì bà con mình phun từ 3 đến 4 lần như vậy và đợi khi mà cái lá mình nó chuyển sang lùa, nó mở lá rồi thì bà con mình tiến hành dùng các dòng sản phẩm giúp nó dày lá và tăng kích kháng và đợi khi lá già thôi. Như vậy chúng ta đã hoàn thành được một cây lá. Thì bà con mình theo quy trình chăm sóc xử lý ra cây đồng loạt và chăm sóc theo cây lá trong những năm kiến thiết ban đầu á, thì nó rất tiết kiệm cho bà con. Thứ nhất là tiết kiệm về chi phí và thứ hai là tiết kiệm về công lao động. Có nghĩa là một cây lá trong vòng 3 tháng bà con mình chỉ phun là tầm 4 lần thôi, 4 đến 5 lần. Thì một năm bà con mình làm cho mình là tầm 5 cây, 5 x 4 là bà con mình phun tầm 20 lần thôi. Kết hợp một số trường hợp ví dụ như là bà con mình phun tầm 30 lần thôi. Còn khi mà bà con mình không chăm sóc theo cây lá thì bà con mình sẽ phun định kỳ 7 ngày phun một lần. Có nghĩa là một tháng mình sẽ phun tầm 4 lần và một năm mình sẽ phun 12 tháng mình sẽ phun tầm là 48 lần. Đối với cái hàm lượng bà con mình phun gấp đôi rồi. Thứ nhất là về cái bài toán chi phí cho bà con thì nó rất tiện, tiết kiệm chi phí. Thì mình khuyên bà con mình nên chăm sóc, có một cái hướng chăm sóc như thế nào đó cho nó hợp lý. Và điều đặc biệt thứ hai á, là sau khi đã tiết kiệm chi phí rồi thì khi bà con theo quy trình của nông nghiệp xanh á, là sẽ làm theo một hướng là an toàn, sinh học, thân thiện với môi trường và hệ sinh thái nhưng mà hiệu quả nha bà con. Con nhìn thấy cái cây lá này nó xanh, ít tình trạng bị côn trùng và nấm khuẩn. Câu slogan của nông nghiệp xanh là nông nghiệp xanh cho đời thêm xanh. Thì nông nghiệp xanh muốn hướng đến cho bà con là một cái nền nông nghiệp sạch, hữu cơ, an toàn và bền vững. Không chỉ là những kiến thức về lý thuyết hàn lâm mà quy trình của nông nghiệp xanh đã áp dụng thực tế rất là nhiều vườn từ khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên đến khu vực miền Tây. Và mỗi khu vực thì quy trình của nông nghiệp xanh có một hàm lượng cân chỉnh liều lượng cũng như là cân chỉnh cái hàm lượng dinh dưỡng để mà phù hợp với từng thổ nhưỡng, đất đai, khí hậu, thời tiết của từng vùng miền để làm sao cho quy trình nó phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cây trồng, đem lại một cái hướng rất là tích cực cho bà con. Thì mình xin phép cho bà con xem một số vườn điển hình của từng khu vực theo chuẩn quy trình của công ty nông nghiệp xanh từ trong những năm kiến thiết ban đầu. Và nhiều bà con liên hệ đến với nông nghiệp xanh đặt ra một số câu hỏi như là tại sao phải cắt cành, cắt cành tạo tán để làm gì, tại sao không để cây mình nó phát triển một cách tự nhiên. Và đây là câu trả lời cho bà con. Thì khi bà con mình cắt cành tạo tán á, có nghĩa là mình tạo thêm nhiều cành nhện là cành mang trái cho mình sau này, thì sau này bà con mình có thể để nhiều trái và bà con mình có thể để ra truyền. Thì khi mà theo quy trình của thông tin nông nghiệp xanh á, thì đảm bảo cho bà con là năng suất và chất lượng trái sau này nó sẽ xanh, đẹp, bóng, tròn đều, lên màu và tỷ lệ đạt loại 1 thì nó sẽ cao hơn cho bà con. Xin chào bà con. Và sau đây mình xin chia sẻ quy trình chăm sóc chi tiết cây bưởi da xanh trong những năm kiến thiết ban đầu. Mình sẽ chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn chăm sóc định kỳ từ khi bà con mình đặt cây giống xuống trồng
đến giai đoạn cây mình nó 6 tháng tuổi, và giai đoạn thứ hai từ 6 tháng tuổi đến giai đoạn 3 năm tuổi là mình sẽ bước sang giai đoạn mà chăm sóc cây theo quy trình cây lá. Và tại vì sao là như vậy? Tại vì trong giai đoạn mà bà con mình mới đặt cây giống xuống á, có nghĩa là cái cây giống mình nó không đồng đều, có cây nó sẽ ra lá già, có cây nó sẽ ra lá non. Như vậy cái cây mình, cái cây lá nó chưa đồng đều thì mình chưa chăm sóc theo cây lá được, mình sẽ vào dinh dưỡng định kỳ thôi, và dần dần mình làm cho cái cây lá mình nó càng ngày nó càng ra đều và nó già lá một lần luôn. Như vậy thì mình sẽ chuyển qua giai đoạn mình chăm sóc theo cây lá. Thì trong những tháng đầu tiên về bà con mình xuống giống á, thì khi mà xuống giống 7 ngày á, thì trong 7 ngày đầu bà con mình chỉ cần tưới nước thôi bà con, tưới nước giữ ẩm cho cây để cái cây mình nó phát triển một cách nó ổn định hơn, nó quen dần với cái mặt đất. Rồi thứ hai là sau 7 ngày sau bà con mình mới tiến hành kích rễ. Thì bà con mình sẽ xài gì? Bên quy trình của công ty nông nghiệp Xanh á, sẽ xài bộ kích rễ kết hợp với các dòng NPK ở dạng tinh thể thôi. Thì bộ kích rễ sẽ xài bộ ba kích rễ này, cũng giới thiệu nhiều cho bà con rồi. Thứ nhất là một dạng một chai gren này, một dạng lân cao năng đã có hoạt hóa, lân này là dễ tiêu cho cây, phù hợp cho cây con, giúp rễ nó ra mạnh này, tái sinh rễ hư tổn này, giúp vườn cây nó phát triển xanh khỏe này, phòng được cái tình trạng nó bó rễ, nghẹt rễ. Đây là thứ nhất, dòng gren. Thứ hai là dòng Russell này là gồm các trung vi lượng axit amin và các thành phần mà giúp cái bộ rễ mình nó kích thích, nó tạo rễ và kích thích các rễ tơ, rễ cám, nó tái sinh cái rễ hư tổn đi. Đó. Rồi cái bộ ba nữa đó là cái Humix. Cái Humix Pro á, cái Humix á, thì nó sẽ giúp bà con này chống stress này, hạ phèn, giải độc và giúp cái cây mình nó tăng cái khả năng hấp thu phân bón. Đó. Thì trong những tháng đầu định kỳ bà con mình chỉ xài bộ ba này kết hợp với các dòng NPK. NPK trong những giai đoạn đầu á, thì mình khuyên bà con nên xài những dòng mới có hàm lượng đạm nó cao. Ví dụ như là cái dòng thông dụng nhất bà con biết đến đó là dòng 20-20-15 hoặc là 30-10-10. Bên nông nghiệp Xanh là xài cái dòng 22-18. Đây, lượng đạm là 22% này, đạm cao giúp cái cây mình nó phát triển ổn định trong những cái năm kiến thiết ban đầu. Kết hợp vào đó là trung vi lượng. Thì trong những dòng NPK thì có cái TE này là trung vi lượng, nhưng hàm lượng rất là thấp, rất thấp, nên bà con mình cần phải bổ sung thêm một hàm lượng trung vi lượng riêng ở ngoài. À, thì bên nông nghiệp Xanh là có hai dòng, một dòng NPK tinh thể cộng với dòng trung vi lượng Temix. Thì đối với chăm sóc định kỳ là từ khi mà bà con mình đặt cây giống xuống đến khi mà 6 tháng tuổi thì 15 ngày bà con mình tưới kích rễ một lần, kết hợp bà con mình phun các dòng phân bón lá và phòng ngừa côn trùng thôi, chỉ đơn giản là như vậy thôi. Còn qua giai đoạn mà tháng thứ 6, tùy vườn, có thể là từ tháng thứ 6, thứ 7, thứ 8, tùy điều kiện mỗi vùng miền, thì bà con mình chuyển qua cái giai đoạn là mình chăm sóc theo cây lá. Chăm sóc theo cây lá là sao? Là khi cây già, bà con mình cảm thấy cái cây lá của cái vườn mình nó già đồng loạt rồi, nó già tầm 95%, thì bà con mình bắt đầu vào gì? Khi lá già, vào hữu cơ. Hữu cơ xong rồi, tiến hành mình kích rễ. Kích rễ xong rồi là bà con mình tiến hành vào các dòng NPK tinh thể. Và sau đó mình cho cắt cành. Cắt cành xong thì mình sẽ cho phun các dòng dinh dưỡng và nhân già lá. Thì mình xin chia sẻ quy trình chi tiết cho bà con. Khi lá già, mình sẽ bón hữu cơ. Và tầm 5 ngày sau, bà con mình sẽ cho tiến hành mình kích rễ. Mình vẫn xài bộ ba kích rễ này bà con. Đây, quy trình là mình cơ bản mình sẽ xài bộ ba kích rễ này. Còn tùy thuộc vào điều kiện là đất đai, vùng miền, thổ nhưỡng thì mình sẽ có sự kết hợp hoặc điều chỉnh cái hàm lượng cũng như là cái dinh dưỡng cho nó thích hợp. Thì trước mắt mình sẽ xài bộ ba kích rễ này. Thì bộ ba này bà con mình sẽ pha cho 800 lít nước, mình sẽ tưới gốc. Sau tầm 7 ngày sau, bà con mình sẽ vào các dòng NPK kết hợp vào các dòng trung vi lượng là NPK 2218 kết hợp với trung vi lượng Temix. Và bà con mình sẽ tiến hành cắt cành tầm từ 2 đến 3 ngày, bà con mình sẽ tiến hành cắt cành. Và khi cắt cành rồi thì cái cành mình nó sẽ lú cơi. Khi mà cái cành mình nó lú cơi, bà con mình sẽ tiến hành phun các dòng dinh dưỡng. Bên nông nghiệp Xanh cho xài đó là cái dòng
NPK ở dạng phân bón lá là dòng 35-15, thì giúp cái lá mình nó mở lá, xanh lá, nó dày lá và kích thước cái chồi để nhánh, giúp cái mập đọt hơn. Kết hợp vào đó là cái dòng acid amin và acid fulvic. Thì cái dòng acid amin này mình có làm một video trước cho bà con xem rồi, thì công dụng của acid amin đối với từng thời kỳ phát triển của cây, từ giai đoạn sinh trưởng phát triển đến thời kỳ sinh sản ra hoa đậu trái, nó đều cần thiết cho cây trồng. Kết hợp vào đó là dòng trung vi lượng combi dạng phân bón lá. Ở đây thì thành phần magie và lại sắt rất là cao, giúp cái tăng cái diệp lục, giúp cái lá mình nó xanh, nó tăng khả năng quang hợp và cung cấp đầy đủ các trung vi lượng cần thiết cho cây trồng. Đó là mình kết hợp phun phân bón lá và kết hợp các dòng phòng ngừa côn trùng và nấm khuẩn. Đây thì sẽ có một dòng là dòng ngừa côn trùng. Ở đây là thuộc dạng tinh dầu sinh học nha bà con. Tinh dầu sinh học Caranol Extra. Thì dòng này sẽ ngừa các dòng côn trùng như là thời kỳ làm cơi á, bà con sẽ để ý là một số con như là con sâu vẽ bùa này, con nhện đỏ này, con bầu trĩ này, sâu nó ăn lá này, thì nó làm cái lá mình, cái cơi lá mình nó xấu đi. Bà con mình phun các dòng phòng ngừa côn trùng. Kết hợp là dòng phòng ngừa nấm khuẩn. Nó dẫn đến cái tình trạng nó bị ghẻ loét, cháy mép lá, thối lá đi. Đó, ghẻ loét. Thì bà con mình phòng kết hợp với cái bộ dinh dưỡng này để mình tiết kiệm cái công lao động luôn. Mình nhắc lại là có thể kết hợp dinh dưỡng kết hợp với bộ đôi tinh dầu của công ty nông nghiệp xanh để mình phun. Thì khi mà bà con mình nhú cơi, bà con mình phun tầm 3 đến 4 lần là phân bón lá kết hợp với phòng ngừa côn trùng. Khi mà cái cơi lá mình nó đã mở ra, nó chuyển sang lụa, thì bà con mình sẽ tiến hành mình vào cái bộ đôi là canxi magie kết hợp với 2 phốt. Bộ đôi này sẽ giúp dày lá và tăng kích kháng cho bà con, hỗ trợ cái lá mình nó dày. Nó dày á là để nó chống chịu trước cái thời kỳ mà ví dụ như mưa dầm đi, cái lá mình nó dày, vách tế bào nó dày á, thì cái lá mình nó đỡ cái tình trạng cái cây mình nó đỡ mất sức đề kháng và nó đỡ tình trạng nó bị ghẻ loét bà con. Đó, thì một dạng là dưới 2 gốc muối phosphate và phosphonate, thì nó sẽ vừa tăng kích kháng này, hỗ trợ nó phòng bệnh. Và cái thành phần là canxi magie. Cái canxi á, cái magie á là hình thành cái diệp lục, còn cái canxi á là giúp cái thành tế bào mình nó dày lên. Đó. Ngoài ra thì bà con cái bộ đôi này bà con mình có thể kết hợp vừa tưới vừa phun, thì nó vừa ổn định pH này, trung hòa các axit hữu cơ trong cây này, giúp cây nó cứng cây, đứng lá này, cây mình nó sẽ vững chắc, tránh gặp những thời tiết ví dụ như là bất lợi như là nắng nóng này, khô hạn hoặc là mưa dầm. Đó, thì quy trình như vậy thôi. Mình xin nhắc lại cho bà con này, quy trình làm theo cơi lá này. Khi lá già vào hữu cơ, sau đó tiến hành mình kích rễ. Khi kích rễ xong, 7 ngày sau vào NPK kết hợp với dòng trung vi lượng. Và tầm 1 đến 2 ngày sau mình sẽ tiến hành cắt cành. Khi cắt cành, cành mình nó sẽ lú cơi, và khi lú cơi bà con mình sẽ phun dinh dưỡng kết hợp phòng ngừa côn trùng và nấm khuẩn. Tầm 7 ngày mình phun một lần. Thời kỳ mà lá lụa rồi mình giãn nó tầm 10 ngày. Đó, mình cân chỉnh để mà phù hợp với cái điều kiện thời tiết cũng như là mật độ côn trùng của từng vùng miền. Thì mình cân chỉnh cái thời điểm phun, cái giãn cách cái ngày phun cho nó hợp lý. Và phun tầm 3 đến 4 lần. Thì mình sẽ chuyển qua là phun kết hợp tưới bộ đôi canxi magie và 2 phốt này, giúp dày lá và tăng kích kháng. Như vậy là xong. Đợi khi lá già là mình đã hoàn thành xong một cây lá rồi. Thì bà con để ý là mình chỉ cần có 1 lần tưới, 2 lần tưới, 4 lần phun dưỡng lá và 1 làm dày lá, là một quy trình mình chỉ cần là 2 lần tưới gốc và 5 lần phun lá thôi bà con. Quy trình như vậy nó rất tiết kiệm cho bà con. Trong vòng 3 tháng hoặc 2 tháng rưỡi thì một cây lá nó từ khi mà lú cơi đến khi lá già thì tầm 2 tháng rưỡi đến 3 tháng tùy vào điều kiện của từng vùng miền. Thì như vậy là nó rất cái tiết kiệm cho bà con. Bà con mình muốn quan tâm đến đó là phần chi phí. Còn về chi phí là như thế nào? Thì đây là bộ 3 kích rễ nha bà con. Nhưng mà để mà mình pha đủ cho 800 lít nước á, mình sẽ xài 2 chai gren này. Bộ 3 kích rễ thì nó là 350.000, nhưng cộng thêm một chai gren nữa là 120.000, là nó 470.000. Bà con mình có thể pha được là 400 lít nước. Tại là bộ 4 này, bộ 4 này. Đó, bộ 4 này, một 3 chai với lại một gói, bà con mình có thể pha được là 800 lít nước.
Và trong những năm mà cái cây mình quay ở đầu video á, cây 1 tháng tuổi á, thì bà con tưới một cây là 2 lít. Vị chia như là bà con mình có thể tưới được 400 cây. Giá của nó là 470.000. Tưới được 400 cây thì chi phí một cây là tầm 1.000 mốt thôi bà con, hơn 1.000 mốt thôi. Thì nó không bao nhiêu. Đây là cái bộ tưới gốc. Rồi cái bộ phun lá, là mình tiến bằng phi. Phi để phun lá. Thì chai này 250. Chai này một gói này là 140. Một gói này là 35.000. Có nghĩa là cái bộ này một chai và 5 gói này nó có giá là 530.000. Bà con mình pha được cho là 800 lít nước. 800 lít. Thì vị trí như một phi á, một phi 200 lít làm tầm 132.000 thôi bà con. Đó. Kết hợp với dòng phòng ngừa côn trùng. Ở đây là một dòng sinh học hoàn toàn. Thì một phi bà con pha là một phi là tầm 75 đến 80.000 thôi. Dòng côn trùng này, một phi 200 lít là 75 đến 80.000. Đó. Đó là cái phần chi phí. Còn tiếp theo nữa đó là về cái quy trình mà bà con mình ngoài các dòng kích rễ hữu cơ, phân bón lá và các dòng dưỡng lá rồi á, thì bà con mình nên quan tâm đến cái dòng hữu cơ. Bà con mình cũng nên bón định kỳ. Hữu cơ thì bà con mình có thể ủ thêm phân chuồng này, ví dụ như phân bò này, phân gà này, phân cút này, phân dê này. Thì trong những năm kiến thiết ban đầu thì mà bà con mình nên bỏ nhiều phân chuồng để cây mình nó tạo thêm cái bộ rễ. Thì phân chuồng á, bà con mình nên bón kết hợp với các dòng hữu cơ vi sinh. Các dòng hữu cơ vi sinh á, thì trong đó có một cái hàm lượng, ngoài cái hàm lượng dinh dưỡng cao rồi, cái tổng OM á, thì nó cao. Kết hợp vào đó là các dòng vi sinh vật, nó giúp cái bộ rễ mình nó phát triển, giúp cái cây mình, cái đất mình nó tơi xốp, cái cây mình nó dễ phát triển, nó phát triển một cách ổn định và lâu dài hơn. Khi bà con mình bón cái dòng hữu cơ vi sinh á, thì bà con mình sẽ thấy cái lá cây của mình á, nó sẽ xanh, mà nó sẽ xanh bền, nó kéo dài cái thời kỳ mà cái cây mình nó phát triển một cách bền vững như vậy. Đó, thì một vài lưu ý cho bà con trên kênh kỹ thuật cây trồng nông nghiệp xanh. Nếu bà con có những thắc mắc gì á, thì cứ để lại những cái lời bình luận ở dưới video, cũng như là có thể liên hệ đến số điện thoại ở trên góc phải màn hình, mình sẽ tư vấn cho bà con. Còn nếu bà con mình thấy những dòng sản phẩm của nông nghiệp xanh an toàn, hợp lý, giá cả phải chăng, thì bà con mình cứ liên hệ vào số điện thoại mình đã góc phải màn hình, mình xin phép được tư vấn tận tình cho bà con. Rồi, xin chào bà con và hẹn gặp lại bà con trong những video sau của kỹ thuật cây trồng nông nghiệp xanh.